tiếp tục qua việc anh chị ơi. Một lô đất siêu to khổng lồ quý anh chị ạ. 630m mà có 6 tỷ 300 triệu thôi, tính ra là có 10 triệu một mét quý anh chị. Thành phố Thuận An thưa quý anh chị. Đây là một lô đất mà em thấy rất là đẹp luôn, ngang 15m quý anh chị ạ. Mà tính ra có đâu đó khoảng 10 triệu một mét sổ hồng riêng nha. Cái đây xây nhà trọ bao đẹp luôn, hoặc không thì mình làm cái kho cũng được quý anh chị ha. Mình làm cái kho mình để hàng. Xây nhà trọ là được 3 giấy lận quý anh chị, ngang 15m mà. Đấy, cái này là bao hời nha quý anh chị nha, bao ngộp ngân hàng luôn, chính xác anh chị nha. Đây là quý anh chị, nguyên một cái lô đất lớn siêu to khổng lồ này, đang ngộp ngân hàng quý anh chị, đang ngộp ngân hàng thực sự nha. Cái đây là ngộp ngân hàng chứ không phải là không ngộp đâu quý anh chị nha. Mua là giá rẻ luôn quý anh chị, 10 triệu một mét thôi. Đây là thành phố Thuận An, đây là phường Bình Chuẩn. Và hôm nay video này em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ review cho toàn thể quý anh chị mình một lô đất ngang 15 và dài lên tới 42m quý anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Tính ra đâu đó chỉ có 10 triệu một mét anh chị nha. 10 triệu một mét nha. Đấy, ngang 15 và dài 42, tổng là 600, chính xác là 632m đâu quý anh chị. Lô này là 632m ha. Sát bên cái xưởng đó quý anh chị. Bên đây đang có mấy cái kho cái xưởng quý anh chị. Đây, bên đây có cái kho này. Nhà đây người ta vừa làm cái kho luôn, còn mới này quý anh chị thấy không? Ý em nói là ở đây là làm kho, người ta mới có làm cái kho đây. Còn cái lô đất của mình thì sát bên cái tường kia quý anh chị. Ngang 15, dài 42, vuông góc đẹp luôn, sổ hồng riêng. Bên em chỉ review bất động sản có sổ thôi, anh chị yên tâm nha, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn nha, có hỗ trợ ngân hàng nha. Thì đây là một cái bất động sản giá rẻ mà ngày hôm nay em Hải đang xuống trực tiếp để ghi hình cho những anh chị nào mà đang cần tìm một cái lô đất đẹp, lô đất lớn, có thể làm cái kho, hoặc không thì làm nhà vườn, hoặc không thì mình có thể xây trọ xây được 3 giấy lận quý anh chị nha. Ngang 15m mà, siêu đẹp luôn. Đấy. Thì bất động sản này đang ngộp ngân hàng quý anh chị nha, đang ngộp ngân hàng nha, đang cần bán gấp nha. Giá là bao rẻ nha. Đấy. Đường phía trước đường quý anh chị, quay cái đường cho anh chị mình xem này. Đây, đường bê tông. Đường này xe tải 3 tấn rưỡi là ok đâu quý anh chị nha. Khả năng là xe tải 5 tấn vẫn có thể vào được quý anh chị nha. Đó, đường phía trước đâu quý anh chị, 5m, đường này 5m đâu quý anh chị ha. Còn cái khúc trước đất này thì lớn hơn quý anh chị nha. Phía trước là đường Bình Chuẩn 67, đường Bình Chuẩn 67 phía trước quý anh chị nha. Chỗ này gần với đường Bình Chuẩn 67, chỗ đây là phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, và chỗ này gần với đường Từ Văn Phước, đường An Phú 35, đường Lê Thị Trung. Đó quý anh chị thấy không? Những cái vị trí em vừa nêu tên 500m quý anh chị. Gần với chợ gì ta? Đó ha. Chỗ này gần với chợ Bình Thuận 2 quý anh chị nhá. Ra chợ Bình Thuận 2, ra đường Lê Thị Trung, ra đường An Phú 35, ra đường Từ Văn Phước. 500m quý anh chị, 500m. Còn ngay đây là đường Bình Chuẩn 67 quý anh chị nhá. Phía trước đây nha. Đây, bên đây có một cái kho này quý anh chị thấy không? Người ta làm kho đây quý anh chị nhá, cái kho mới làm đó quý anh chị, thấy cái tôn mới không? Đó, thì đây là quý anh chị, lô đất của mình này. Lô đất của mình là kế bên cái kho bên đó quý anh chị nhá. Đó, bề ngang là 15m và chiều dài là 42m giống như em nói rồi nha. Lô này là 632m và có 300m thổ cư rồi, còn anh chị mà muốn lên thêm á, lên thoải mái quý anh chị nha. Cho đây lên được full luôn quý anh chị nha, lên gần như là full. Đó, lên được đâu đó 90% quý anh chị nha, 90-95% đó. Đó, lộ giới nó chỉ có một chút xíu thôi. Đó, về cơ bản là lên gần như là hết quý anh chị ha. Thì lô đất này em thấy là xây trọ thì xây được 3 giấy trọ. Còn nếu không thì mình làm kho mình để hàng, còn nếu không nữa anh chị có thể xây một căn nhà vườn, một căn biệt thự, một căn nhà vườn để mình ở quý anh chị nha. Tại vì 632m mà chỉ có 6 tỷ 3 ra còn thương lượng. Tính ra có 10 triệu một mét mà đất ở đây là phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, và đã có thổ cư 300m rồi, mình còn lên thêm thoải mái quý anh chị. Thì đây là một mức giá cực kỳ rẻ và đang ngộp ngân hàng thật sự quý anh chị nha. Bên em đã chọn lọc ra để review, để quay phim cho toàn thể quý anh chị mình xem. Tại vì sao? Bên em có rất là nhiều nhà đất quý anh chị ạ. Anh chị nào mà hay đăng ký kênh của em Hải đó, cái khu vực mà thành phố Di An, thành phố Thuận An, nó nhà đất bên em nhiều lắm quý anh chị ơi. Đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng gì là đầy đủ luôn, quá trời luôn, đa dạng phân khúc luôn. Thì bên em sẽ chọn ra cái nào mà rẻ nhất, hời nhất, và cái nào mà đang cần bán gấp nhất, chủ đang ngộp ngân hàng đó, chủ đang cần bán gấp đó, thì bên em sẽ review, sẽ quay phim. Thứ nhất là sẽ giúp cho cái chủ đó bán được nhanh nhất có thể đó, để khắc phục cái vấn đề nợ ngân hàng. Cái thứ hai là giúp cho toàn thể quý anh chị nào mà mình đi đang cần tìm bất động sản, mình sẽ mua được cái bất động sản giá rẻ, giá hời tại thị trường này quý anh chị nhá. Đó, thì nói chung đôi bên đều có lợi quý anh chị ha. Cái người cần bán, người đang ngộp ngân hàng thì cần bán, còn cái người mua thì mua được cái giá rẻ. Đó, thì hai bên đều rất là ok ha. Một bên thì bán được, một bên mua được. Đó, thì đây bất động sản giá rẻ nha quý anh chị nhá. Tính ra có 10 triệu một mét mà ở khu vực này là không có đâu quý anh chị ạ. Giá bao rẻ bao hời luôn. Đó, về có thể làm một cái kho như thế này cũng được quý anh chị ha. Rồi, 6 tỷ 300 triệu cho lô đất 632m², có 300m thổ cư, ngang 15 và dài 42, sổ hồng riêng. Anh chị nào mà thấy lô đất này phù hợp, thấy lô đất này ưng ý, thấy lô đất này mà mình hài lòng ha, mình có thể làm để tài sản, mình có thể làm của để dành, hoặc mình có thể mua mình để đó mình đầu tư cũng rất là ok, tại vì thời điểm này là mua được cái giá rẻ đó. Liên hệ ngay em Hải đi xem ngay, hay đi xem ngay quý anh chị, sổ sách giấy tờ đầy đủ em gửi cho anh chị mình xem nhá. Thôi, em Hải xin chào và hẹn gặp anh chị trong các video mới nhá. Em Hải cũng nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào mà có nhu cầu thì mình vào việc luôn. Em xin chào.